Alo, mến chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Mình rất vui khi được quay lại chương trình để chào đón tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn ở một video kế tiếp. Cái video ngày hôm nay là mình muốn báo cho tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày 4 tây tháng 8 năm 2023 và giờ này đang là 6 giờ chiều. Và mình muốn làm một cái video ngắn này để mời, kính mời tất cả mọi người, bạn bè, các anh chị, cô chú là mình sẽ làm một buổi phát trực tiếp livestream ở bên cái kênh thứ hai của mình, kênh Phú Hiếu Nguyễn, vào ngày Chủ nhật tuần tới, ngày 13 tây tháng 8 năm 2023 vào lúc 2 giờ rưỡi chiều như thường lệ. Và kỳ này cái chủ đề của mình đó, làm livestream là cũng vẫn là ca hát, ca karaoke tại nhà. Nhưng mà kỳ này là mình làm nó đặc biệt hơn một chút xíu, là kỳ này mình sẽ không những chỉ có coi như là ca tân nhạc không, mà mình còn ca luôn cổ nhạc. Nhưng mà mình cũng xin nói thêm với các bạn đó, là mình là người gốc người Bắc, và vậy cho nên như mình cũng không biết là mình có chuyên trở được không, hay là ca có đúng giọng đúng tông hay không. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, tại vì mấy lần trước mình ca tân nhạc thì nhiều rồi, trên kỳ này mình muốn ca vừa tân nhạc vừa cổ nhạc, tức là chủ đề của mình là nhạc tổng hợp karaoke, mà trong đó là vừa có tân nhạc có cổ nhạc. Đương nhiên là cổ nhạc mình chỉ có ca trích đoạn cổ nhạc, thí dụ giống như là mình trích đoạn một đoạn ngắn ở trong tuồng Tiếng Trống Mê Linh, hoặc là trích đoạn một đoạn ngắn của coi như là Lam và Điệp đó, thí dụ vậy. Tại vì sở dĩ mà tại sao mà mình dám bấm bột với gan mình dám ca cổ nhạc là tại vì mình thấy được là cái nền mà âm nhạc của Việt Nam mình á, là có nhiều người người ta biết tới những nhạc sĩ, những ca sĩ của bên tân nhạc rất là nhiều, nhưng mà ít có ai biết được tới là những cái người nhạc sĩ mà coi như là đã đưa cái nền cải lương của mình vào để cho coi như là cái nền âm nhạc của Việt Nam mình nó thêm phong phú. Đó, và bạn mình muốn vinh danh những cái người mà nhạc sĩ mà viết cổ nhạc. Thì nếu mà ngày hôm đó, cái ngày mà Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, thì mình cũng hy vọng là tất cả mọi người, bạn bè, nếu mà ai có thời gian rảnh thì ghé vô để coi như cho cái buổi livestream nó thêm vui nhộn. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thân ái, hẹn gặp lại.